huấn luyện viên Trussi cùng ông Mai Đức Chung dự lễ rước cúp vàng World Cup. Sáng ngày 4 tháng 3, huấn luyện viên trưởng các đội tuyển nam và nữ Việt Nam dự lễ rước cúp vàng World Cup nữ 2023 tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF. Từ trái qua, huấn luyện viên trưởng các đội tuyển nam Việt Nam Philip Trussi và tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung ngồi cạnh nhau ở hàng ghế đại biểu. Ông Trussi mới ký hợp đồng với VFF để hướng tới giấc mơ đưa tuyển Việt Nam đi World Cup 2026. Trong khi đó, ông Chung đã làm được điều này với tấm vé dự World Cup nữ 2023. Tới dự sự kiện rước cúp có các thành viên tuyển nữ Việt Nam như Phạm Hải Yến và Trương Thị Kiều, từ trái qua. Hoàng Thị Loan cười tươi khi gặp lại những đồng đội quen thuộc ở đội tuyển. Tâm điểm sự kiện là phần giới thiệu chiếc cúp vàng World Cup nữ 2023. Trước khi khởi tranh vòng chung kết, chiếc cúp trải qua hành trình tới các quốc gia tham dự. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, Trần Quốc Tuấn trịnh trọng kéo chiếc rèm che tủ kính chứa chiếc cúp. Chiếc cúp vàng World Cup nữ được thiết kế bởi ông William Saway vào năm 1998 và chính thức ra mắt từ kỳ World Cup nữ năm 1999. Cúp cao 47cm, nặng 4,6kg, được làm bằng bạc, có phủ vàng trắng và vàng 23 carat, trị giá khoảng 30.000 USD trước khi đến Việt Nam. Chiếc cúp vàng World Cup nữ dừng chân ở Philippines. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng Trương Thị Kiều được mời lên giao lưu. Huấn luyện viên Đức Chung kể về một kỷ niệm. Khoảng 3 năm trước, tôi từng chạm tay vào chiếc cúp này khi dự lễ trao giải quả bóng vàng châu Âu. Có lẽ nhờ đó mà tôi may mắn được cùng tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup nữ 2023. Ông Chung nói. Trong phần tiếp theo của sự kiện, đại sứ một số quốc gia chung bảng với Việt Nam cùng các đại biểu, quan chức FIFA, AFC tham dự một số chương trình giao lưu. Các đại biểu phấn khích với màn thi sút phạt đền. Huấn luyện viên Trussi thỉnh thoảng quay sang tâm sự với ông Chung. Tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Nhã, giữa, phấn khích khi chứng kiến các trò chơi tại sự kiện.